cho anh đặt một phòng đi. Dạ, anh đặt cho bao nhiêu khách ạ? Tạm thời là một mình anh, một lát nữa có bạn anh nữa. Dạ. 101 phải không? Đi hướng nào? Dạ, đi hướng này ạ. Dạ. Ây da. Phải gọi điện báo cho chị Hai biết mới được. Alo, chị Lan hả? Em nhận phòng rồi nha. Phòng 101. Lên liền nha chị. Ok, vậy là quá tốt. Bây giờ chỉ đợi Vũ với lại con Tiểu Tam đó xuất hiện là mình sẽ úp xong. Dạ dạ dạ, em biết rồi, em biết rồi. Rồi em ngồi em canh mà. Dạ. Vậy thôi nha chị. À, nằm nghỉ chút cho nó khỏe. Em ơi, anh dạ. Lên phòng á. Dạ, chào anh ạ. À. Không biết là anh có đặt phòng trước chưa ạ? À, có đặt phòng rồi, phòng 101. Dạ, anh xem lại coi có nhầm không? Tại phòng 101 đang có một thanh niên trẻ ở trên ạ. À. Ờ đúng rồi, nam thanh niên đó là đeo mắt kiếng với lại bận cái áo bông của em. Anh lên cái phòng đó. Ờ, ở đâu em? Dạ, mà anh đi lối này ạ. À? Dạ, lối này. Hai người đàn ông mà muốn phòng khách sạn để làm gì trời? Ai đó? Ủa? Ủa? Anh Hải? Trời ơi! Chị Hai á, kêu tao lên đây canh phụ với mày. Mày làm gì trong đây nãy giờ đứng gõ cửa gãy ngón tay luôn mà không hay ra vậy? Đi ngủ. Chứ nằm mệt quá ngủ quên luôn. Trời ơi, khi Vũ đi hành động kịch tính như vậy mà mày ngủ được. Trời ơi, chứ bây giờ ngủ quá chị Hai chứ bắt đi đình miết luôn á, thiệt á. Thôi bây giờ phải tập trung vô đi, vì hạnh phúc của con Sơn hiểu không? Ừ. Bây giờ mà nói nghe nè, hồi nãy nói chuyện với tiếp tân ở dưới á. Ừ. Cái anh nói là anh lên cái phòng này gặp em mà làm như tiếp tân không biết sao mà nhìn anh với cái ánh mắt kỳ thị lắm kìa. Kỳ vậy ta? Là sao? Là cái tiếp tân nó có liên quan gì với anh Vũ không à? Hay là nó là anh lên với em là nam, lên với nam chung một phòng? Có khi nào người ta nghĩ mình có vấn đề không? Bậy. Thôi em nghĩ mấy chuyện đó. Thôi mà kệ đi, vì hạnh phúc của con Xuân mình phải làm cho tốt nha. Ừ. À, với lại á mà... Ủa nói vậy là anh lên anh tăng cường phụ với em á hả? Sao cái phòng nóng vậy? Mở máy lạnh rồi đó. Nhưng mà anh mới làm đề cũ. Bây giờ cho dù thời tiết có khắc nghiệt cỡ nào á, mình cũng phải cố gắng vì hạnh phúc của Xuân nha. Em biết mà, xem ngồi đây chờ mà. Ngồi đây chờ, có gì á, Lan điện một cái. Điện cái là hành động liền. Mình chia nhau ra hành động. Ừ. Nha. Ừ. Canh đi. Canh đi. Anh canh đi. Canh đi. Ừ, anh canh đi. Anh canh đi em ngủ. Canh phụ hai người. Đó, nãy giờ nằm chờ đó, chị Lan gọi đâu. Bởi vậy mình cũng quên luôn. Trời biết bao giờ trời. Dạ chào anh, em có thể hỗ trợ gì cho anh không ạ? À, dạ chào em. Em ơi thì anh tới em thuê phòng thôi. À, nhưng mà bạn của anh á tới trễ quá cho nên là xin phép em cho anh đứng đây đợi bạn của anh tới được không? Dạ không sao đâu, anh cứ đứng đi. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Trời mà em dễ thương ghê luôn á. Dạ, cảm ơn anh. Trời cái nút ruồi này mà gắn vào cái nút ruồi bên đây, cái mặt bên đây trời dễ thương biết bao. Trời ơi có cái mặt có hai cái râu rồng. Dạ em cảm ơn anh. Ừ. Dạ anh cứ đứng thoải mái đi không sao. Ừ rồi cảm ơn em nha. Dạ. Trời em dễ thương quá à. Bà độ em đó. Alo chị Lan. Dạ em tới khách sạn rồi. Em vô trong luôn rồi. Dạ. Chị cứ tới lần lần đi. Xong cái em nhắn tin một cái ha, là chị em mình phối hợp, trong ngoài phối hợp cho em. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy nghe chị. Ừ. Phải làm cho ra lẻ mới được chị. Trời em tức quá chị. Thiệt em tức lắm. Ừ. Vậy nghe chị. Ừ.
động. Dạ, hiện giờ thì em đang đi một phim. Dạ, anh có phim mới cho em hả? Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em thích lắm, nhưng mà bây giờ em không có đóng phim tiếp được, tại em đang có thai. Vậy là nó có bầu thiệt rồi. Dạ, anh để cho em sinh em bé xong em sẽ đóng phim tiếp nha. Anh ơi, anh đừng có quên em nha. Nếu mà anh có vai nào hay hay, anh nhớ chừa cho em nha anh. Dạ, em cảm ơn anh. Xuân. Dạ mẹ. Con mới vừa từ chối đóng phim đúng không? Dạ. Mẹ uống nước đi mẹ. Để đó mẹ. Thì mẹ cũng biết là con đang có thai mà con cũng đâu đi đóng phim được nữa đâu. Vậy là tốt đó. Dạ. Với lại con biết là mẹ cũng không có muốn là con đang mang thai bầu bì mà đi đóng phim rồi ảnh hưởng tới em bé. Đúng đúng. Nên là con quyết định là con đóng xong cái phim này rồi con nghỉ ở nhà dưỡng thai luôn. Con nghĩ vậy là tốt đó. Dạ. Thôi con đi công việc nha mẹ. Con đi quay nữa. Đi đi con. Khoan đã. Nghe mẹ dặn nè. Dạ. Làm gì làm cũng phải canh chừng thằng Vũ một chút nha. Đàn ông bây giờ không có tin tưởng được đâu, không bao giờ tuyệt đối tin 100% về nó, nghe chưa? Dạ con cảm ơn mẹ. Mẹ thương con mẹ mới nói vậy, nhưng mà con nghĩ là con là vợ của anh Vũ, con hiểu tính của ảnh. Anh Vũ không bao giờ làm những cái chuyện vậy đâu mẹ. Thôi con đi làm nha mẹ. Đi đứng cẩn thận nha con. Dạ. Coi vậy cũng dễ thương, không biết ghen bóng ghen gió, hèn gì thằng Vũ chọn nó. Bây giờ mình có thể về quê trả lại tự do cho tụi nhỏ rồi. Bác nghe nè. Bác ơi, con nghe anh Vũ nói chuyện điện thoại á là sẽ gặp chị Linda ở khách sạn đó bác. Hả? Trời ơi, khổ quá. Gì nữa đây? Đây. Alo, đang trên đường đi tới nè, gọi làm chi vậy? Tôi phải đứng lại tôi gọi. Tôi nghe chứ giờ tôi vừa chạy rồi tôi thở không ra hơi. Tôi vừa thoại tôi vừa thở, rồi đang nghĩ làm rồi tôi đang ở trong khách sạn rồi sao? Chờ tôi chút xíu nha. Nha, thương mà hôi mà quá liền nè, đừng gọi nữa nha, mệt lắm nha. Rồi qua đây. Alo, chị Lan hả?
Dạ, mục tiêu tới rồi chị. Dạ, hành động tới chị. Dạ. Ơ, sao? Đi. Nếu mà anh thích thì tôi sẽ giảm giá cho anh thêm 5% nữa. Phải nói là lần đầu tới đây tôi đã có cảm tình rồi. Khách quen không mà. Cảm ơn Linda. Không có chi. Bắt quả tang tại trận luôn rồi ha. Sao con này? Sao mọi người đông đủ vậy? Trời ơi, có kìa giáp bộ, kìa giáp bộ đông đủ. Giáp bộ đông đủ cái gì? Sao lại đông đủ cái gì? Giáp bộ hả? Giáp bộ cái gì? Thì tự nhiên sao mọi người có mặt ở đây mà trùng hợp quá vậy? Ủa vậy chứ tới đây làm gì? Anh tới đây làm gì? Anh đi với con nhỏ này, con nhỏ Tiểu Tam nè. Con dám giúp bồ người ta là mày tính tới giờ tôi muốn mẹ không? Anh ăn nói cho cẩn thận đó. Nói chuyện đàng hoàng gì? Bà có nói chuyện đàng hoàng với tôi không? Dạ. Con tới đây làm cái gì? Con hả? Con tới đây hả? Bà công việc. Công việc làm ăn thôi. Công việc gì? Công việc gì mà lên trên phòng làm cái chuyện? Thì công việc là bạn đó chứ giờ. Được ghê anh Vũ. Sao được? Ủa? Ủa? Còn mọi người sao ở đây hết trơn vậy? Nè, cái vụ mà tôi nói với bà nè. Trời đất ơi. Trời, không phải, mọi người hiểu lầm anh Vũ rồi. Hiểu lầm cái gì? Không phải đâu. Anh Vũ thường xuyên tới khách sạn này không phải là chỉ có người khác, mà là anh Vũ đi tới đây để coi cái mặt bằng ở đây, để mua lại khách sạn ở đây để kinh doanh thôi à. Chị Linda, là chủ khách sạn ở đây. Hả? Vậy là hiểu lầm thôi, không có cái gì hết, hiểu lầm thôi. Vậy thôi, giờ mình về ha. Về. Hôm nay gia đình tụ tập đông vui đấy ha. Đâu vậy? Thì chị Út với Dũng Út đi dậu gió. Cậu, hình như con cảm thấy cái khách sạn này rất hợp phong thủy với từng thành viên trong gia đình mình. Thật ra thì con mua khách sạn này để mà làm quà tặng cho Xuân. Anh mua khách sạn này tặng cho em thiệt hả? Ừ, tặng cho em. Ôi, thích quá hả? Cảm ơn anh nha. Có quà cho anh. Em có thai. Ôi, dạ có thai rồi. Trời mừng quá mọi người. Dạ có thai Út mẹ. Đấy, thì em có thai phải la lớn chứ. Đâu cũng phải giống cái thai giả đâu. Hả? Giả bộ mang thai. Vậy là nửa giờ tụi con gạt Út, dụ dỗ Út, lừa dối Út đúng không? Bây giờ mọi người đã chỉ đỡ hết rồi, chuyện cô gái đã đóng tiền hết rồi thì tí anh sao? Thôi Út Phương à, tính cái gì nữa, hai đứa nó đi, dù gì mình sẽ cũng không còn rồi, hai đứa mình sắp là bà rồi chứ bộ.